Một. Sao rồi bang chủ? Cướp hay không? Thiếu phu nhân nhà giàu và mấy con chó trong nhà canh cửa, không cướp coi như không nể mặt ông trời rồi. Mấy người này, một mình tôi là đủ. Ở đây đợi tôi, thất muội. Thời buổi khói lửa loạn lạc như vậy, lại dám nghênh ngang đi lại trong rừng, e là không phải người bình thường. Đó là vì hắn không ngờ đến sẽ gặp lão bà hai tay súng này. Nói không sai, các thân hào địa chủ lớn nhỏ trong thành Quảng An này, có ai nghe thấy biệt danh lão bà hai tay súng mà không sợ tè ra quần đâu. Quan trọng là giờ chưa rõ lại lịch. Thất muội, em nhất định phải cẩn thận. Chị à, chị làm sao vậy? Dạo này càng ngày càng nhát gan. Là người em bắt hắn để lại phía qua đường làm ma. Em đưa hắn đến điện Diêm Vương, cầm lấy. Khoan đã. Là kẻ nào? Tôi đây. Chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi trong truyền thuyết, lão bà hai tay súng. Nghe danh đã lâu, hóa ra là lão bà hai tay súng của đội du kích núi Hoa Oanh. Có thể nhường đường cho chúng tôi đi qua không? Hân hạnh, hân hạnh. Cho các người đi qua đương nhiên là được. Có điều phải để lại phí qua đường. Nếu chúng tôi không để lại thì sao? Không để lại, vậy là tìm đường chết. Đúng là Sửu Nhi ăn nói ngông cuồng. Không hay rồi, bang chủ bị khống chế. Các anh em đi theo tôi. Rồi rồi rồi, treo xong rồi thì thả xuống. Thả xuống đi. Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. 30 tuổi đã làm mừng thọ. Đây là đang nghĩ cách bóc lột của cải xương máu của dân mà, cũng không sợ tổn thọ.
Bạch nương tử này thật khiến người ta xót thương, giống như con mèo gãi vào chỗ này, gãi vào chỗ này, khiến cho trái tim của anh bỗng đây đau quá đi thôi. Nhị ca, hay là đưa Tiêu Hải Đường về nhà hát cho anh nghe ở trên giường luôn đi. Đúng vậy, anh Bổng, em cũng nghĩ như vậy. Các cậu tưởng tôi không muốn chắc, ngày nào tôi cũng muốn. Nhưng mà sợ Tiêu Hải Đường không chịu nổi nhị ca đây giày dò. Nhìn dáng người cổ kìa, nếu mà không hát kịch được thì sẽ hỏng chuyện mất. Ngày mai là tiệc mừng thọ của thủ lĩnh chúng ta Ninh Hạ Khuyết, đại đội trưởng đội bảo an mà, đúng không? Bà chủ Tiêu, ngày mai cô cứ hát cho thật tốt trước đi, hát xong thì theo nhị ca về nhà làm vợ bé cho nhị ca, đúng, nghe thấy không? Làm vợ bé tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Nhị ban chủ, cô hô hấp không đều, chứng tỏ cô không giỏi khống chế cảm xúc. Muốn làm lão bà hai tay súng, cô còn phải luyện tập nhiều. Cô nhớ kỹ, muốn làm một tay súng giỏi, trước tiên phải rèn tính cách. Trả súng cho cô. Đi, nhanh lên. Chỉ có lão bà hai tay súng thật sự mới có thể bắn được tứ nhãn thương hoa như vậy. Nói vậy là hôm nay ban chủ gặp được người thật rồi. Được, được lắm. Lão bà hai tay súng, tìm hai năm rồi cuối cùng tôi cũng tìm được bà. Hôm nay tôi phải giết chết bà để trả thù cho cha và các anh trai của tôi. Đuổi theo cho tôi. Đi, đi. Nhìn đi, người nhỏ nhắn như vậy, nếu như ở trên giường, Tiêu Tiêu em lấy mạng tôi luôn quá. Trà đến rồi. Cậu chủ, đưa tôi. Được rồi, đi đi. Dạ. Nhìn đi, lại uống nữa rồi. Quyến rũ quá đi. Nào vị khách này, tôi rót nước cho anh. Rót đi, rót đi. Chuyện gì vậy? Khốn kiếp. Nhị ca, cậu chủ Long, người anh em, ngồi đi. Ngồi xuống hết đi. Nhị ca, anh coi anh kìa. Sao hôm nay lại có nhã hứng đến chỗ tôi nghe kịch vậy? Thì là đại ca tôi bao trọn chỗ này rồi, ngày mai tổ chức mừng thọ ở đây. Ảnh có việc bận, hôm nay tôi rảnh dẫn các anh em đến kiểm tra. Mà cậu chủ Long này, ông chủ kiểu gì vậy? Đại ca tôi mừng thọ là chuyện lớn mà cậu không biết. Tôi chỉ là ông chủ trên danh nghĩa, có chuyện gì đều là Hải Đường nhà tôi làm. Nói vậy là cậu và bà chủ Tiêu, tôi, nhị ca là như vậy. Tôi và Hải Đường đang chuẩn bị tìm ngày lành để tổ chức tiệc hỷ. Đến lúc đó mời các anh em, nhị ca, đến uống rượu mừng, góp vui cho tôi. Thằng nhãi ranh, cậu có diễm phúc quá ha. Nhị ca đây đang rất bực mình. Bà chủ Tiêu, đổi vợ khác hay hơn cho nhị ca. Đúng đúng đúng, ngồi đi nhị ca. Hải Đường, thay bộ đồ khác, hát cho anh em nghe vở Thiết Long Sơn. Nhị ca, anh cầm cái khăn tay, tôi lấy ấm khác cho anh. Các anh em ăn thoải mái nha.
Thật không ngờ, mấy năm qua, người dùng danh nghĩa tư lệnh làm săn làm bậy ở thành Quảng An lại là một nữ thổ phỉ. Cô cố ý hủy hoại danh tiếng của tư lệnh, cuối cùng là muốn gì? Cứu chính quỷ bành gấp hơn. Mau đi thôi, nhanh hơn nữa. Các đồng chí, nhanh lên. Ban chủ, ban chủ, bên kia không phát hiện được gì. Tình hình bên này sao rồi? Thất muội, đừng đuổi nữa. Chúng ta làm theo kế hoạch ban đầu đi. Đi cướp tiệc mừng thọ của Ninh Mặc Thẹo. Đến thành Quảng An rồi, chắc chắn bắt được cổ. Ban chủ, sao cô dám chắc chắn lão bà hai tay súng này sẽ đến thành Quảng An? Không nhìn thấy sao? Thành Quảng An dán cáo thị ở khắp nơi. Bọn họ sắp sửa bắn người tên Bành Diễn Sơn, chính quỷ đội du kích núi Hoa Quanh. Lão bà hai tay xuống đó vội vàng xuống núi, không phải là cướp pháp trường thì còn gì nữa. Đúng vậy, lão bà hai tay xuống này đến thành Quảng An chắc chắn là đi cướp pháp trường. Chúng ta đến thành Quảng An giết lão bà hai tay xuống trước, báo thù cho cha và anh tôi, rồi đến cướp tiệc mừng thọ của Ninh Mặc Thẹo. Chị dâu, em dẫn các anh em đi trước, chị về sơn trại dẫn thêm vài người đến. Thất muội, bây giờ tình hình đang căng thẳng, lão bà hai tay xuống đi đến thành Quảng An chắc chắn là có chuẩn bị trước. Chị dâu, hôm nay chị bị sao vậy? Sao toàn bàn ra không? Thất muội, đi. Được, giờ chị sẽ về sơn trại trước. Hôm nay, cho dù phải thiêu rụi thành Quảng An, cũng phải tìm cho ra lão bà hai tay súng đó ra cho tôi. Đại Giao, người khác tôi không quan tâm, lão bà hai tay súng này phải để lại cho tôi. Các anh em đã nghe thấy chưa? Nghe thấy rồi, đi theo ban chủ, đi. Hay, hay, Nhị ca anh thấy sao? Vở này hay đó. Hay. Tất cả nghe cho kỹ đi. Người này chính là chính quỷ đội du kích núi Hoa Quanh đảng cách mạng Bành Diễn Sơn, đã bị quân quốc dân bắt, chuẩn bị xử tử. Những người có tiếp xúc với đội du kích và gia nhập vào đội du kích đều có kết cục như vậy. Coi đó mà làm gương. Hay lắm. Cướp pháp trường. Cướp pháp trường. Nhị ca, anh thấy sao? Cậu cũng hát được hả? Tất nhiên, hay hay hay. Đội trưởng Lý,
Tư lệnh, Tham Mưu Kiều đã lẻn vào trong đám người bên dưới, chỉ đợi chúng ta nổ súng, ảnh sẽ xông lên cứu chính ủy Bành. Đồng chí phụ trách tiếp ứng cũng đã vào vị trí. Chào trưởng quan. Trạm trưởng của các cậu đâu? Đội trưởng Ninh. Ông làm tôi hết hồn. Đừng hốt hoảng chứ. Kịch hay sắp bắt đầu rồi. Ông chắc chắn đội du kích sẽ đến sao? Tôi và đội du kích cách mạng đánh với nhau nhiều năm như vậy rồi. Tôi dám tin chắc bọn họ sẽ không dương mắt nhìn chính quỷ của mình giữa ban ngày ban mặt bị bắn chết tại chỗ đâu. Ông bận bịu nãy giờ là để gài bẫy chúng hả? Uống trà đi. Được. Ngửi thấy mùi gì rồi đúng không? Mùi hôi thối còn mùi gì nữa? Tôi dám chắc chắn lão bà hai tay súng bây giờ đang ở gần đây. Cái này cũng ngửi ra được sao? Ông làm tôi thấy khó tin quá. Trạm trưởng, lão bà hai tay súng rất lợi hại. Ý của tôi là đừng đợi cổ nữa. Ông xem lần này, quân trung ương của Hồ Tông Nam và quân Tứ Xuyên bắt tay với nhau, khó khăn lắm mới tiêu diệt được đội quân du kích. Giết được người nào thì cứ giết. Ông đợi cổ làm gì chứ? Cổ lợi hại cái gì? Chỉ là kỹ năng bắn súng thôi mà. Chỉ là biết vượt nóc băng tường trong truyền thuyết thôi. Thì đúng rồi. Tôi quá hiểu cổ. Cổ chẳng qua chỉ là dư đảng còn sót lại của Hồng quân năm xưa ở núi Hoa Quanh mà thôi. Không được khinh địch. Các đồng chí, người trên pháp trường không phải chính ủy Bành, kẻ địch có mai phục. Các đồng chí, truyền lệnh của tôi, nhanh chóng di chuyển, dừng mọi hành động. Dạ. Rút lui. Đứng lại. Tôi không làm nữa. Đứng lại. Tôi không làm nữa. Tôi không làm. Ngoan ngoãn một chút. Trạm trưởng, tôi không làm nữa. Đứng lại. Tôi không làm nữa. Nói với trạm trưởng, tôi không làm nữa. Tôi không làm nữa. Tôi thật sự. Ngoan ngoãn một chút. Tôi không làm nữa. Đến rồi sao? Đi xem thử đi. Dạ.
Tôi không làm nữa, trạm trưởng. Tôi không làm nữa. Đứng im. Ngoan ngoãn một chút đi. Trạm trưởng, tôi không làm nữa. Ngoan ngoãn chút đi. Tôi không làm nữa. Tôi không làm nữa. Đứng im. Trạm trưởng, tôi không làm nữa. Đứng im đi. Tôi không làm nữa. Không được, tôi phải đi xem sao. Tôi không làm nữa. Đứng im. Trạm trưởng, tôi không làm nữa. Ngoan ngoãn một chút đi. Tôi không làm nữa. Nói với trạm trưởng, tôi không làm nữa. Tôi không làm nữa. Tôi không làm. Tôi không làm nữa. Tôi không làm nữa. Tôi không làm nữa. Trưởng phòng giang. Trạm trưởng, trạm trưởng, bên ngoài kịch giả thành thật rồi, bệnh diễn sân thật phải làm sao? Chém đầu thị chúng. Hay, hay lắm, hay lắm. Hay, hay lắm. Hay, hay, hay lắm. Đúng là hay thật. Đúng vậy, cậu chủ, chú Trung. Chuyện kia đã làm xong rồi. Được, vậy chú ở nhà thu xếp, tôi ra ngoài đón. Cậu chủ, bỗng lão nhị ở đây. Hay để tôi đi cho. Đừng, để tôi đi cho. Tôi sợ tôi ở thêm một chút, tôi sẽ xé xác mấy tên khốn này ra. Tôi qua chào hỏi một chút. Dạ. Nhị ca, ngày mai đội trưởng Ninh tổ chức tiệc mừng thọ. Tôi có đặt một ít thực phẩm từ bên ngoài. Bây giờ tôi phải đi để nhận hàng. Đi đi. Còn nữa, nhị ca, các anh em cứ ăn uống tự nhiên. Mấy bạn này tôi mời. Như vậy thì ngại quá. Không có gì. Các anh em bỏ quá cho. Đóng cửa lại. Sở trưởng, tôi là Từ Tôn Sương, tuyệt mật. Dạ, đảng cách mạng sắp phái một đặc phái viên từ Thiểm Nam vào Tứ Xuyên, lên núi Hoa Quanh, liên lạc đội du kích Hoa Tung, hoàn thành sứ mệnh quan trọng của họ. Nhiệm vụ của họ có hai nhiệm vụ. Thứ nhất, phải liên lạc với chính ủy của đội du kích Hoa Tung, đồng chí Bành Diễn Sơn, tiếp tục vận động ba chống: chống Bắc Phu, chống Thu Lương và chống nộp thuế, tích cực phát triển tổ chức cách mạng của ta, cải tạo rừng xanh. Chúng ta phải nắm giữ nhiều lợi thế vũ trang hơn nữa. Yên tâm đi, tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Thứ hai, mang theo mật lệnh lên núi, phải đích thân giao vào tay tư lệnh Hoa Trung Tống Bảo Hoa để cổ giải mã. Thứ ba, trong bức mật lệnh này có vị trí ẩn nấp và cách thức liên lạc của các đội du kích xuyên đông khác, dựa vào đây để liên lạc với vũ trang cách mạng đang phân tán ở khắp nơi. Còn nữa, cậu phải tích cực phối hợp với tư lệnh Tống Bảo Hoa chỉnh đốn đội ngũ cách mạng tiếp ứng quân giải phóng vào Tứ Xuyên. Biệt danh của cậu là Tiến Danh. Dạ, đây. Người phụ trách tiếp ứng cậu là liên lạc viên ngầm của trạm Quảng An. Biệt danh của người này là Bồ Công Anh. Tôi hiểu rồi. Bức mật lệnh này liên quan đến toàn bộ sách lược giải phóng Đại Tây Bắc của Trung ương Đảng. Xuyên Đông là môn hộ của Đại Tây Nam, cũng là căn cứ của Quốc Dân Đảng. Cậu phải cẩn thận. Tôi hiểu rồi. Một khi tôi xảy ra bất trắc gì, lập tức tiêu hủy nó, không để rơi vào tay kẻ địch. Đặc phái viên này sắp sửa đến khu vực quản lý của ông rồi. Biết phải làm thế nào rồi chứ? Tôi biết. Bây giờ, sự nghiệp của Quốc Dân Đảng đang gặp nguy hiểm. Chưa biết hiệu trưởng xử lý sao. Hai cái đầu của chúng ta đều đang treo lơ lửng. Mật lệnh liên quan đến tình thế của toàn bộ khu vực Tây Nam, rất có khả năng có manh mối đại quân của đảng cách mạng vào Tứ Xuyên. Phải cướp được cho tôi. Dạ. Nè, bắt cái tên đội mũ kia lại cho tôi. Qua đây. Qua đây. Trưởng quan, tôi là người dân lành mà. Lật tay lại cho tôi xem. Đưa ra đây. Cao lớn thô kịch còn giả bộ thương nhân,
Hắn có vấn đề, dẫn đi, đi mau. Trưởng quan, tôi là dân thường mà, đi mau. Tôi là dân lành, qua đây, dẫn đi. Ngoài ra, lũ phản động sót lại ẩn mình ở núi Hoa Quanh, khó tránh có ý đồ nhân cơ hội bạo động. Cậu cần nhanh chóng nghĩ cách tiêu diệt triệt để và giám sát thanh trừng vùng nông thôn, giáo dục dân chúng, loại trừ các phần tử cách mạng ẩn mình, loại bỏ nguy cơ tiềm ẩn, xoa dịu địa phương, phấn đấu đưa khu vực Tây Nam trở thành căn cứ hậu phương chống lại cách mạng. Dạ. Nhưng mà sở trưởng, cục bảo mật, chúng tôi không có binh quyền. Tôi sẽ đến Bộ Quốc phòng điều động cho ông, để ông có quyền điều động toàn bộ quân đội, cảnh sát, hiến binh, đặc vụ của Xuyên Đông, toàn lực tiêu diệt đội du kích phản động. Hy vọng ông lập công lao mới cho Quốc dân đảng. Cảm ơn sở trưởng đã cất nhắc. Tôi chắc chắn sẽ làm tốt sứ mệnh, tận trung với hiệu trưởng. Trưởng phòng giam đến rồi hả? Đội trưởng Ninh, theo lệnh của trạm trưởng Từ, phải thêm nhân lực cho anh. Tốt, tốt. Vào vị trí. Dạ. Ngồi đi, ngồi đi. Tôi còn việc phải làm. Đi trước đây. Trưởng phòng giam đi thông thả. Các anh em rút hết về để họ kiểm tra, cho bọn họ nắng chết đi. Dạ. Chính quỷ Bành. Tìm một nơi ở trong thành để tránh trước. Được. Xem ra hôm nay kiểm tra nghiêm ngặt hơn bình thường. Chọc giận lão bà hai tay súng trước, để lúc đó giải quyết hết đám binh sĩ trước cổng thành này. Hoàng gia ngõ hẹp, lại gặp Ninh Mặt Thẹo ở chỗ này. Cất kỹ binh khí, lát nữa tùy cơ hành động. Yên tâm đi ban chủ. Hay là tôi ra tay trước cho hắn không kịp trở tay. Cô thừa cơ dẫn các anh em xông qua, xem tình hình. Người anh em này, có chuyện gì còn quan trọng hơn cái đầu? Anh muốn làm gì? Anh từ đâu ra vậy? Lề mề quá đi. Các người còn đi như vậy, lúc nào cậu chủ mới được về nhà? Dẫn đám người đó qua đây cho tôi. Dạ. Ninh đại ca, qua đây. Ninh đại ca. Bảo Phúc, sao cậu muốn ra khỏi thành? Thì tại hai người này nè. Vậy cãi nhau vụ gì? Tôi tính là ngày mai anh làm tiệc mừng thọ, nên tôi mới ra ngoài kiếm chút đồ rừng tổ chức mừng thọ cho anh. Hai người này cứ ở đó lề mề, không đánh họ thì đánh ai? Đó chỉ là chuyện nhỏ. Ngày mai Hải Đường hát thêm vài vở, vậy chắc chắn tôi phải nể mặt anh rồi. Ninh đại ca, trời nóng như vậy sao anh cũng phải ra đây? Đây là có chuyện lớn gì vậy? Toàn chuyện vớ vẩn. Hàng ngày làm việc theo lệ thôi, vậy mới nói anh vất vả. Vào trong đi. Được, vậy tôi đi trước nha. Ninh đại ca vất vả rồi. Đi thôi. Nhanh lên. Đi nha Ninh đại ca. Đi nào. Được, cảm ơn. Nhanh lên. Anh là ai? Dám ở trước cổng thành gây sự với ông đây? Nói cho các người biết, không muốn bị Ninh Mặt Thẹo bắt lại thì đi mau lên.
Sao đã xử tử nhanh như vậy rồi? Ban chủ, chúng ta đi đâu để tìm lão bà đó đây? Anh nhìn gì mà nhìn? Cô nhìn bộ dạng quê mùa của cô đi. Vào trong thành ra quái cái gì chứ? Cô cũng không nhìn xem hôm nay là ngày gì. Cô muốn chết hả? Anh, đi đây. Sau này đừng để tôi gặp lại anh. Tôi gặp lại anh lần nào đánh lần đó. Cậu chủ về rồi. Về rồi. Hai cậu vất vả rồi. Dạ dạ. Hay, hay lắm. Bà chủ Tiêu, Thẩm Viên mang điểm tâm đến cho cô. Thay tôi cảm ơn ông chủ của các anh. Dạ được, phải rồi. Ở trong này có tiểu long bao cô thích ăn nhất. Ông chủ của chúng tôi nói tiểu long bao này phải tranh thủ ăn lúc còn nóng. Được, tôi ăn ngay đây. Dạ được, vậy tôi đi trước nha. Hay. Hay lắm, hay lắm. Hay. Hay lắm, hay lắm. Hay. Hay. Điều tra manh mối đến đâu rồi? Trạm trưởng, bây giờ vẫn chưa có. Nhưng người của chúng ta đã phong tỏa các con đường chính đến Quảng An rồi. Sẽ không bỏ qua bất cứ người nào. Phải điều động binh lực toàn thành, tập hợp toàn bộ, bao gồm quân đội, cảnh sát đặc vụ, hiến binh và cả người của chúng ta. Không được khiến tôi thất vọng nữa. Dạ. Người mà chúng ta phải bắt là nhân vật quan trọng của đảng cách mạng. Hắn mang theo tình báo quan trọng đến. Nếu chúng ta để hắn trốn thoát, đừng nói chúng ta bao nhiêu năm qua tận tâm góp công góp sức cho quốc dân đảng, đều trở thành công cốc. Ngay cả cái thứ để kiếm cơm vác trên vai của chúng ta cũng phải chuyển nhà. Thuộc hạ đã hiểu. Nhưng mà trạm trưởng, tình báo gì mà quan trọng như vậy? Đồng chí Bùi Công Anh, đồng chí tiến danh đến Quảng An, mau chuẩn bị công tác tiếp ứng. Hải Đường, Hải Đường, ra liền, ra liền, đợi chút. Ra liền. Làm gì vậy? Sao anh lại nói với Bổng lão nhị là hai chúng ta sắp thành thân? Nếu tôi không nói vậy với họ, đám khốn nạn đó sẽ ăn thịt cô. Anh chỉ sợ họ có ý đồ với tôi thôi hả? Cô xem,
Nếu cô bị người ta cưới đi, đại hí lâu của tôi sẽ thiếu mất trụ cột. Đúng rồi, anh Đường Đường là cậu chủ, sao có thể thật sự cưới một đào hát như tôi? Bà chủ Tiêu, coi đó, ăn nói gì vậy ta? Bọn chúng muốn vào Tứ Xuyên có ba con đường để lựa chọn. Đường thứ nhất là đi đường bộ từ Xuyên Bắc qua Thiên Hiểm Kiếm Môn Quan. Đường thứ hai là đường thủy, đi đường Thiên Khiếm Tam Hiệp. Còn đường thứ ba đi đường Đông Nam từ Quảng Tây Quý Châu. Cậu nói không sai, nhưng quân cách mạng cuối cùng sẽ đi tuyến đường nào? Bộ Quốc phòng đến bây giờ vẫn chưa có phương hướng. Nếu như chúng ta có thể lấy được tin tình báo này, từ đó biết được một chút manh mối, vậy tức là lập được công lớn cho Quốc Dân Đảng. Dạ. Anh đó, đúng là trời sinh ra để làm Trần Thế Mỹ. Nếu mà ai lấy anh sẽ trở thành Tần Hương Liên suốt ngày khóc lóc sướt mướt. Anh muốn cưới tôi cũng chưa chắc đã dám lấy. Nè, đây là điểm tâm Thấm Viên vừa mang tới. Anh ăn đi cho nóng, để tôi tự lấy được rồi. Cô nói xem ông chủ Thấm Viên, nếu biết món mà ảnh hàng ngày gửi đến cho cô đều bị tôi ăn hết, chắc tức chết luôn quá. Anh đúng là ngốc thiệt, nói một hồi chịu không nổi với anh luôn. Ngon lắm. Bà chủ Tiêu, đến đây. Tôi qua đó trước. Ăn nhiều một chút. Bồ Công Anh. Bồ Công Anh là ai? Đặc phái viên của Đảng Cách Mạng xuất hiện rồi. Kêu người của tổ 2, tổ 3 rút khỏi vị trí ban đầu, bao vây Quảng An Đại Hí Lô. Kêu người của Ninh Hạ Khuyết phái người của họ qua đây chi viện. Dạ. Tên phản động này là một con cá chạch lâu năm. Nói các anh em, mở to mắt ra phân biệt cho kỹ, không được để thoát một ai. Đi Quảng An Đại Hí Lâu. Dạ. Sao lại là cô? Cô đánh tôi làm gì? Tôi đi hành tẩu giang hồ đã nhiều năm, chưa từng có ai dám động đến một ngón tay của tôi. Tôi đánh anh là để anh nhớ lấy bài học. Tôi nói con người cô, ở trước cổng thành, cô gây sự với Ninh Mặc Thẹo. Nếu không phải tôi cản cô lại, cô đã mất mạng từ lâu rồi. Cô lấy quán báo ơn. Tại sao anh cứu tôi? Tại sao tôi cứu cô hả? Nếu cô không phải phụ nữ, tôi chẳng thèm cứu cô. Để cho tên háo sắc Ninh Mặc Thẹo ăn thịt cho rồi. Ai nói tôi là phụ nữ?